Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin vài phút để giới thiệu người mà tổ chức cái chương trình hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng mời anh Tony Long Nguyễn lên sân khấu để có đôi lời với quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho anh Tony Long Nguyễn. Thank you, Andy. Thank you very much. Lời đầu tiên, chúc cho các bạn gặp nhiều may mắn và làm ăn thuận lợi trong tương lai. Lời cầu chúc rất là từ tấm lòng của mình. Chào các bạn. Và cảm ơn ban nhạc đã chơi rất là hay. Và hôm nay mình mời những ca sĩ nổi tiếng của trung tâm Thúy Nga Paris by Night và trung tâm của Asia và ban nhạc của trung tâm Thúy Nga. Ok, thì sẽ mang đến cho các bạn có những giây phút rất là vui vẻ sau những ngày tháng bệnh nhập. Thì mình có gặp nhau ở đây một lần để có thể say hello. Thì cái buổi ca nhạc ngày hôm nay mình tổ chức là để trân trọng là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Flex trong những năm qua. Sau kết quả của 15 năm và mình đang đứng ở chỗ này là rất cảm ơn các bạn ở Calgary nhiệt tình ủng hộ và mong rằng các bạn ủng hộ mình trong những năm sắp tới. Kể lại cuộc hành trình của Flex 15 năm trước, từ một cái tiệm rất là nhỏ khoảng 1.000 square feet, rồi sau 15 năm rồi anh đã có tất cả là 5 tiệm, 2 trên Edmonton, 3 Calgary và 15 đại lý toàn thế giới, cộng lại chủ tịch tập đoàn của 20 tiệm worldwide. Rất là xin lỗi của ngày hôm nay là bởi vì cái hội trường này mình quá nhỏ, mình không thể nào mà mình có thể cho hết, mình có thể sắp xếp được cái chỗ ngồi, thì mình mong rằng các bạn rất là thông cảm cho mình. Mình bữa nay cũng đổ mồ hôi hột từ 12 giờ trưa tới bây giờ cũng muốn chết luôn. Thật ra bây giờ mà một xíu quách mà nói chuyện với các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Mình biết các bạn rất là nhẫn nại để ở trong cái chỗ quá bé nhỏ, nhưng mà mình không cách nào hơn hết trơn á. Thật ra các bạn ráng ha, một hồi nữa chắc có người ra dễ đầm, chứ mình có cái chỗ trống. Những người bạn nào đang đứng với mình ngồi xuống những chỗ đó nha. Mong các bạn chịu khó một chút xíu nha. Và để không có mất thời gian của các bạn, tại vì mình còn rất là nhiều ca sĩ, cái chương trình ca nhạc của mình hôm nay nó sẽ kéo dài tới 1 giờ sáng. Các bạn có thể dễ đọc thoải mái, hot từ beginning to the end. Cái đó là điều mình promise. Ok, ban nhạc, ready? Ok, Eddie. Ok, I turn to you. I cannot work without this guy. Ok. This guy took on a hit for me. Okay, thank you very much. Thank you, quý vị. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho anh Long Nguyễn nha. Lớn lên. Rồi lần sau làm tiếp cho bạn con coi tiếp nha. Rồi cảm ơn nhiều. Và kính thưa quý vị, trở lại chương trình, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức một giọng ca trẻ và được nhiều người yêu thích. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nam ca sĩ Quốc Khánh. Lâu rồi thì chắc cũng phải là hơn trên 5-7 năm rồi mới có dịp về đây lại. Hôm nay thì chắc hát một bài hát khá mới chút ha. Để cho quý vị như bảo đảm bài này thì Khanh chưa bao giờ hát ở đây. Một nhạc phẩm trẻ, mới. Bài hát này mang tên Người Lạ Thoáng Qua ha. Hi everybody. Let me see your hands. Yeah. This is for all the ladies in the house. Phải chăng lúc này
tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai trường, em đi anh cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với em. Năm tháng êm đềm, yêu em chẳng cần đau. Thank you.
Rồi, vô luôn anh. Let's get the party going now. Cho em đổi chữ nữa. Oh man. Chà hả? Thank you, thank you, thank you. Rồi, wow, hai ba. Vô cái này không biết. Have fun tonight. Hai ba. Bỏ xe yêu quá anh chạy. Hey, let's get out here, buddy!
awesome crowd, awesome crowd. Thank you, thank you. Ta khán sẽ trở lại cho phần hai của chương trình. Thank you. Em thương anh
Thank you. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị ăn uống no hết chưa? Yeah. Ăn chưa? Yeah. Chưa hả? Say chưa? Yeah. Chưa luôn mà sưng như vậy đó hả? Trời ơi, cái này phần hai là còn dữ dội lắm đây nè. Bài vừa rồi đủ sưng cho mọi người nhảy không? Đủ rồi phải không? Muốn sưng nữa hả? Yeah. Nhà có một bài buồn nếu để khi nào anh hát bây giờ. Tí tí đi hả? Nhảy đi hai ba bài nữa đi cho nó mỏi giò mỏi cẳng đi rồi vô rồi ăn uống nước nhậu gì đó rồi em hát lời buồn em tặng nha. Nhớ về tình cũ ha. Ok ha. Và bây giờ là một liên khúc non-stop. Đây là hai bài hát thì một bài là những song ca của anh Trịnh Lan nhưng mà hôm nay hát solo. Chung có một bài nữa là một ca khúc rất nổi tiếng đang được quý vị yêu thích. Mời quý vị cùng đến với liên khúc Thương Một Người Quá Lâu. Thêm vô 140 cho em hơn. Nếu nhìn thấy bên dưới là ông Thịnh Dương Si, tức là mấy chị nhiều hơn với anh. Đấy, tâm mấy chị đứng hàng đầu thôi nè. Nè, bỏ chồng ở bên dưới hay bỏ chồng ở nhà? Bỏ nhà hả? Ừ, tôi bỏ nhà đi, đi chơi cho vui. Thank you.
microphone đi, cái này không nghe. Cho cái microphone. Chen chen chen.